chúng ta thấy rằng cái thông tin nó vô cùng quan trọng đối với hoạt động kết nối. Việc chúng ta nhập liệu cái thông tin này nó giúp cho chúng ta kết nối với một cái hệ thống các thành viên ở trong BNI, không những ở Việt Nam mà còn trên cả toàn cầu. Và điều đó nó sẽ tăng cho cái cơ hội cho tất cả các anh chị, bởi vì thông tin chúng ta được lan rộng ra trong cái hệ thống của chúng ta. Phần kế tiếp là chúng ta nói đến cái phần hướng dẫn cập nhật dành cho chủ tịch khi mà chúng ta quản trị cái mục tiêu của chapter. Thưa các anh chị, rõ ràng là mỗi chapter chúng ta phải có cái định hướng trong từng giai đoạn khác nhau. Chính vì vậy, cái thông tin về mục tiêu của chapter phải được thể hiện một cách phổ biến. Các thành viên chúng ta truy cập vào hệ thống thì nhìn thấy được cái thông tin về mục tiêu của chapter, để từ đó chúng ta tập trung vào cái mục tiêu đó để chúng ta hoạt động một cách hiệu quả. Với cái phần này là cái cách để chủ tịch truyền thông cho các cái thành viên về mục tiêu của chapter mình, cũng như chính bản thân ban MC sẽ nhìn thấy cái sự tập trung trong từng giai đoạn để chúng ta giải quyết được cái mục tiêu của chapter. Thưa các anh chị, phần này chúng ta sẽ tiếp tục với phần của hướng dẫn một cách cụ thể. Sang phần 2 em sẽ hướng dẫn cho các anh chị về việc mình sẽ cập nhật mục tiêu của chapter. Thì cái phần mục tiêu của chapter chúng ta đã thực hiện trên giấy qua cái master plan và cái power of one. Tuy nhiên thì khi mình thực hiện trên giấy á, cái việc mình lưu trữ nó sẽ rất là khó khăn. Và nếu mình cập nhật trên hệ thống thì anh chị sẽ có một cái lợi ích, đó là mình sẽ có thể xem lại những cái mình đã cập nhật, có thể là từ khi mình vừa mới thành lập chapter. Mình có thể xem lại cái quá trình, những cái mục tiêu mình đặt ra từ lúc mình mới thành lập cho đến khi mình đạt được những cái hiện tại để mình có thể so sánh đối chiếu hoạt động. Thì cái phần mục tiêu của chapter á, thì mình có thể chia thành hai cấp, một cấp là của chủ tịch và một cấp là của thành viên. Đối với các anh chị chủ tịch thì anh chị sẽ là người trực tiếp nhập cái mục tiêu của chapter lên hệ thống. Còn các anh chị thành viên và các anh chị thành viên của chapter và các anh chị thành viên ban LT khác, các anh chị sẽ vào cái phần này để xem cái mục tiêu của chapter mình là trong cái thời điểm đó mình cần phải đạt được điều gì, để từ đó mình có cái hướng mình phát triển và mình có cái hướng để mà mình đặt ra những cái hoạt động để mà đạt được cái mục tiêu đó. Thì để đầu tiên khi mà để mà mình vào được cái phần này thì các anh chị chọn những cái thanh công cụ. Mình sẽ chọn operation và chọn chapter. Sau khi các anh chị đã chọn vào chapter thì các anh chị sẽ thấy hiển thị lên cái nội dung này. Thì các anh chị cần phải kiểm tra một lần nữa là có đúng là cái quốc gia, cái khu vực, cái chapter của mình nó đang hiển thị ở đây hay không. Bởi vì có rất là nhiều cái phân quyền từ cái BNI Connect Global, mà nếu các anh chị chọn không đúng thì khả năng mình sẽ bị nhập nhầm khu vực hoặc là nhầm chapter. Sau khi các anh chị chọn vào đúng các khu vực như phần số 1 thì chúng ta sẽ thấy hiển thị ở cái phần 2 và phần 3. Thì ở phần 2 á, đây là những cái hoạt động chính, những cái hoạt động chính trong cái BNI Connect Global. Thì mình tập trung vào cái phần Manage Goal là mình sẽ cập nhật cái mục tiêu. Khi anh chị chọn vào này thì nó sẽ hiển thị hai cái nội dung nhỏ ở trong đây. Đó là thứ nhất anh chị có thể enter là anh chị nhập, thứ hai là anh chị view. Nhập thì anh chị sẽ cập nhật, còn view thì để mình xem lại. Thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái bước mình nhập. Các anh chị chọn vào enter thì các anh chị sẽ thấy hiển thị lên ở đây. Ở phần 1 và phần 2 á, là cái phần mà để mình phần 1 anh chị vào đó thì sẽ có một cái bảng hướng dẫn cụ thể, sẽ chạy một cái bảng hướng dẫn cụ thể để các anh chị mình dễ hiểu hơn khi mà mình cập nhật để cho nó chính xác. Còn cái phần 2 là để các anh chị mình trở ra cái trang chủ ban nãy. Đối với lại cái phần nhập mục tiêu của chapter thì mình sẽ nhập theo tháng. Các chị ha, đây là thời gian nè, mình sẽ nhập theo thời gian. Và mình sẽ có hai cái nội dung mục tiêu chính, đó là mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn có thể là trong một năm, trong một kỳ, hoặc là trong một kỳ LT 6 tháng, hoặc là trong một năm hoạt động của chapter. Thì mình sẽ nhập cái mục tiêu dài hạn. Và cái mục tiêu dài hạn này mình có thể nói là cái mục tiêu nó khá chung. Nó khá chung cho cái chapter, ví dụ như là mình muốn là chapter mình trong năm nay phải đạt Platinum. Thì đó mình có thể gọi là cái mục tiêu dài hạn. Thì để đạt được cái mục tiêu dài hạn đó thì mình phải chia nhỏ. Chapter mình phải thực hiện những cái việc gì. Thì cái phần số 5 này sẽ giúp cho các anh chị mình chia nhỏ. Thì các anh chị liệt kê những cái ý nhỏ mình cần đạt được. Ví dụ như để đạt được Platinum thì chắc tôi mình phải cam kết là hiện diện, cam kết mời khách mời, hoặc là cam kết chuyển đổi bao nhiêu khách mời thành hội viên để mình đạt được cái mục tiêu đó của mình. Sau khi các anh chị cập nhật và xong thì mình sẽ chọn vào goal số 6. Thì khi mà các anh chị vào trong cái phần trong á, sau khi mà anh chị bấm goal thì các anh chị thấy là cái phần rất chi tiết, nó chi tiết hơn cái phần ban nãy. Cái phần ban nãy là mình chỉ nhập, giống như mình cứ nhập cái phần thô, phần sườn là cái mục tiêu dài hạn cho cả năm.
Và để đạt được mục tiêu dài hạn đó, mình phải cần thực hiện 4 mục tiêu nhỏ hơn nữa. Và cái phần này là cái chi tiết của 4 mục tiêu đó là anh chị sẽ đặt ra trong một tháng. Ví dụ như ở đây, ví dụ như đây là người ta nhập mục tiêu cho cái từ, cho cái term, cái nhiệm kỳ LT từ tháng 4 năm 2012 đến tháng 9 năm 2012. Thì cái tháng thì mình sẽ liệt kê ra là trong tháng 4 mình cần làm những gì, tháng 5 mình làm những gì, tháng 6 những gì. Mình sẽ liệt kê chi tiết ở trong đây. Ví dụ như tháng 4, cái mục tiêu của tháng 4 của mình về hiện diện là bao nhiêu phần trăm. Rồi để đạt được cái mục tiêu đó thì mình sẽ tập trung vào những vấn đề gì. Cái số 1 này là để các anh chị biết cái vấn đề chính tập trung. Ví dụ, em có thể ví dụ đây là ví dụ như cái mục tiêu anh chị muốn hiện diện của tháng 4 là 90%. Như vậy thì cái anh chị phải tập trung vào cái vấn đề là kiểm tra cái độ hiện diện của thành viên. Thì mình sẽ cần kiểm tra độ hiện diện thành viên và cái ý số 2 là anh chị sẽ liệt kê ra những việc mình cần làm. Ví dụ như để kiểm tra độ hiện diện thành viên thì ban MC các chị cần phải làm gì, mình cần phải nhắc nhở ra làm sao và những cái việc tiếp theo nữa. Đó là cái chi tiết. Thì sau khi các anh chị nhập đầy đủ thì ở đây có một cái bảng hướng dẫn nó thể hiện những cái chỉ tiêu trong cái mục tiêu. Bởi vì cái bảng mục tiêu á, mình các anh chị khi mà nhập nó không chỉ đơn thuần chỉ tập trung vào cái độ hiện diện mà nó sẽ tập trung vào rất là nhiều cái yếu tố. Bởi vì không chỉ hiện diện nó xây dựng được cái thành công của chapter, mà ngoài cái yếu tố hiện diện chúng ta còn có cái yếu tố là hội viên mình hiểu nhau như thế nào, DS như thế nào, rồi cái cơ hội kinh doanh mình cho nhau ra sao. Thì ở đây là các cái tiêu chí mà nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của chapter. Thứ nhất là về cái hiện diện, thứ hai là về cái DS, thứ ba là về cái việc tham gia đào tạo, thứ tư là về khách mời, thứ năm là cái tỷ lệ chuyển đổi hội viên mới, cái thứ sáu là về cái số lượng. Cái số lượng nó cũng quyết định thành công của chapter. Bởi vì nếu mà chapter mình mà cái số lượng thành viên nó quá ít thì mình sẽ hoạt động không hiệu quả. Và ở đây cũng xin nhấn mạnh là nếu mà chapter mình dưới 25 thành viên thì khả năng là mình phải tạm ngưng hoạt động. Về số lượng referral và số lượng thăng nó là để thể hiện cái thành công, cái hiệu quả hoạt động của chapter mình. Thì các cái chỉ tiêu anh chỉ có thể áp cho từng thành viên hoặc là cho cả chapter. Từng thành viên nó sẽ chi tiết hơn và cho cả chapter. Thì ở cái bảng này nó sẽ hướng dẫn cho các anh chị là nếu như anh chị áp cho từng thành viên thì cái chỉ số mà anh chị nhập trên hệ thống á, ví dụ như ở đây, anh chị thấy là tỷ lệ hiện diện cho từng thành viên đó là phần trăm cho thành viên và cho cả chapter là phần trăm cho chapter. Thì em xin trở lại cái trang trước. Em xin trở lại trang trước. Phần trăm cho thành viên. Đây là anh chọn cho thành viên hoặc là cả chapter. Anh chị thấy ha, thành viên và chapter. Thì nếu anh chị chọn cho từng thành viên thì cái chỉ số như ở đây là áp cho từng thành viên. Ví dụ như anh chị đứng ở đây thì đang chọn là cho cả chapter thì tỷ lệ ở đây 90%, tức là chapter của anh chị cái tháng 4 đó phải đi học 90% thành viên của chapter. Còn nếu anh chị áp cho thành viên mà anh chị để 90%, tức là trong tháng 4 đó các anh chị thành viên phải tham dự 90% các cái buổi họp cá nhân các anh chị đó. Ví dụ trong tháng 4 đó mình có 5 buổi họp thì anh chị thành viên chắc chắn phải tham dự 4 buổi là ít nhất, để đạt được cái chỉ tiêu đó cho từng cá nhân. Thì mình có thể áp cho từng cá nhân hoặc cho cả chapter, đó là tùy theo cái định hướng của chapter mình.